Nói về cung phi chồng đại gia Minh Nhựa, dân tình chắc chắn sẽ liên tưởng đến cuộc sống giàu có, đáng mơ ước với những món đồ hàng hiệu, vàng siêu sơ cũng. Không những thế, còn cùng sở thích di du nên cứ vài bữa, Minh Nhựa và cung phi Hamina Phạm lại có một chuyến đi xa xỉ cùng hàng nghìn chiếc ảnh sống ảnh. Mà chụp ảnh dứt thì giữ làm gì, phải chia sẻ cho cả thế giới biết để nắm cùng mình chứ, nhất là trong dịp đặc biệt như kỷ niệm 7 năm ngày cưới của hai cung phi chồng. Thế nên thế hệ có chuyện mấy ngày gần đây, cả Minh Nhựa lẫn Hamina Phạm thay nhau dành tặng những lời có cánh đến đối phương. Kỷ niệm ngày cưới mà, bốt nhiều một chút cho thiên hạ trầm trồ thôi. Được biết ngày 12 tháng 10 vừa qua là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Minh Nhựa và Hamina Phạm, cả hai đã có một chuyến du lịch Bali siêu lãng mạn. Nào là yêu em mãi mãi, nào là sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, nào là yêu cung phi rất nhiều. Có ai xung phong đọ lại độ si tình với Minh Nhựa không? Minh Nhựa như rút ruột rút gan để bày tỏ hết những lời tâm huyết đến Hamina Phạm, từ ngữ đơn thuần nhưng ý nghĩa sâu sắc, dẫu có bao nhiêu sóng gió, anh vẫn ở đây. Đương nhiên tất cả những hình ảnh này cùng lời lẽ này đều được đăng đồng thời cả Facebook lẫn Instagram nhé. Về phần mình, Hamina Phạm cũng không quên nói lời ngôn tình, ai đã nói rằng tình yêu sẽ không sinh tồn mãi mãi. Tình yêu của chúng mình đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Happy Andy Sari. Anh thì ra mãi mãi của Hamina Phạm chính là 7 năm vừa qua. Săn phai nhiều chiếc hình để kỷ niệm 7 năm đám cưới nào. Nhưng dịp này bật mí thêm một chút là tác giả những bức hình của Hamina Phạm chính là ông làng Mạc Minh Nhựa đấy. Đúng là thuận cung phi thuận chồng tác đại dương đông cũng cạn này.